À, lấy sủi bối giờ đã xưa rồi. Cái đồ gì là mạnh nhất hả? Full tăng, tăng các bạn là full chí bạn chứ. Nó hơi bị trừ uy tín chút nhưng mà không sao đâu mà. Từ rank cao thủ 30 sao của con có thể lên đến rank kim cương đó nha. Con thích lắm phải không? Ai truyền lại cho thầy vậy? TikTok. Em xin chào tất cả các anh các chị. Em đến đây em sẽ không làm mất thời gian của tất cả mọi người. Em đến giờ để thể hiện sao đó được. Em xin được. Em xin hát.